Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật trân trọng tất cả quý vị đang hiện diện cũng như tất cả đại chúng đang online. Hôm nay chúng ta trở lại với nội dung ngũ uẩn hay còn gọi là năm uẩn. Năm uẩn là một nguồn giáo lý hết sức căn bản. Phật tử tại gia chúng ta hoặc tất cả những ai phát tâm tu tập theo giáo pháp của Phật Đà không có được lơ là, không có được quên sót ở trong nhận thức về năm uẩn. Nó quan trọng tới mức như vậy bởi vì năm uẩn nó gồm có hai phần mà chúng ta thấy, đó là sắc uẩn và lĩnh vực thứ hai thọ tướng hành thức uẩn, đúng không? Sắc uẩn là gì? Là những là hiện tượng hình hài mà chúng ta đang nhận lấy đây. Và thọ tướng hành thức là thế giới nội tâm của chúng ta. Nếu chúng ta không có thấu hiểu được nó thì chúng ta tu hành từ chỗ nào? Cho nên học Phật là học chính bản thân của mình và thấu hiểu những gì đang diễn ra với chính tự thân, tự tâm của mình. Và muốn thấu hiểu thì chúng ta phải dùng trí tuệ để mà soi chiếu. Có đúng vậy không? Cho nên Đức Phật nói giáo pháp của ta dành cho những người trí tự thân tác chứng. Nếu như không dùng trí tuệ tác chứng không thể nào thấu hiểu được lời Phật dạy. Lần trước các vị đã tìm hiểu thì một bài mà các vị nghe yêu thích, đó là bài Thất Giác Chi, phải không? Ba bài kinh chữa lành trăm bệnh, phải không? Thất Giác Chi. Thất Giác Chi trình bày về cái gì? Đầu tiên là niệm giác chi. Vậy thì bằng cách nào để niệm giác chi được phát khởi trong tâm của chúng ta? Nền tảng nào để niệm giác chi bắt đầu phát khởi, bắt đầu hình thành? Phải quán chiếu bốn loại, đó là thân, thọ, tâm, pháp. Đúng vậy không? Quán chiếu là gì? Là quán, tức là dùng trí tuệ của mình mà soi sáng, đây gọi là quán chiếu. Còn soi hoài không sáng gọi là quán gà. Cho nên phải quán mà phải chiếu, rồi phải thấy. Trong thân của chúng ta có 36 chất dơ bẩn, đó là gì? Đó là đờm dãi máu huyết, ruột gan, ruột già, phèo phổi, thì như tim gan, tỳ phế thận, 36 chất. Chất nào cũng dơ hết. Cậy trong lỗ tai ra một cục, người ta gọi là cục gì? Hả? Cậy ra mũi một cục, cậy ra mắt một cục, cái đó là ghen. Trước cái chữ ghen là chữ gì? Ghê quá. Tới chính cái khiếu huyệt như vậy thường rí ra, thường tiết ra liên tục ngày đêm, mà phải lau chùi thật là cẩn thận, phải băng bó bịt lại, nó sạch hay giờ.
quá thật nó dơ. Có khi nào chúng ta tắm rồi thấy mình sạch không? Sạch chứ, mình tắm rồi mình thấy mình sạch chứ. Chẳng qua là nhất thời mình vậy thôi, nhưng trong bản chất của nó vẫn là 36 chất này. Ồ, dơ quá, cho nên không muốn tồn tại trong thân này nữa. Điều này là sai. Người này thấy rằng á, tuy nó dơ bẩn nhưng nó cùng lắm là hình thành trên nền tảng của địa thủy hỏa phong, hay gọi là bốn đại đất nước gió lửa mà thôi. Bản chất của đất nước gió lửa không có cái gì tồn tại bất biến. Chúng ta có thể tuyên bố quả địa cầu này đến một lúc nào đó nó sẽ hủy diệt. Lấy gì làm chứng mà nói rằng quả địa cầu này hủy diệt? Bởi vì đơn giản nó đã có sinh ra. Cái gì có sinh ra, cái đó bị hủy diệt. Đó là một đạo lý tất yếu, không cần nói chúng ta cũng biết, không thể nào đảo ngược lại. Vì vậy cho nên chúng ta biết rằng vạn vật đều vô thường, đều hủy hoại, đều tan rã nhanh chóng. Chúng ta cũng vậy, hữu tình cũng vậy, vô tình cũng vậy, tất cả đều đi theo định luật đó, với 8 chữ sanh lão bệnh tử, hoặc là sinh trụ dị diệt. Rõ ràng phải không? Từng câu từng chữ rõ ràng như vậy rồi thì tại thưa quý vị, ở trên nền tảng đó bắt đầu chúng ta thấy cái tâm của mình nó thọ ở trên cái môi trường đó. Bản chất của bốn đại nó đã huyễn, mọi thứ nó đã huyễn như vậy thì cái thọ kia làm gì có thật? Nếu như nó không có thật thì làm sao chúng ta nói là tôi đang buồn? Chúng ta hiểu rằng cái buồn đó cũng là cái ảo giác nhất thời, nhưng nếu như không có quán chiếu chân tướng của nó thì nó như là con cọp giấy, nhưng nó đủ đe dọa chúng ta, và chúng ta sẽ chịu thống khổ bởi con cọp giấy này. Phiền não nó không có gì ghê gớm, khổ đau nó không có gì ghê gớm, bởi vì tất cả nó đều dựa trên bốn đại, mà chân tướng của bốn đại là huyễn. Và trong bốn đại đã phân tích sâu vô 36 chất chưa bẩn, đất nước gió lửa bản chất đều hủy hoại. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi, chúng ta đủ sinh ra thánh trí để trấn áp phiền não, đúng không? Mặc dầu thực tế hoàn cảnh chưa có gì thay đổi, nhưng mà trong tâm chúng ta không bị đau khổ phiền não sinh ra, thì lúc đó trí tuệ sẽ sinh ra và chúng ta sẽ có giải pháp khôn ngoan cho thực tế. Việc tu tập nó là một tiến trình rất là khoa học như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta quán làm sao mà cho thấu hiểu được thọ? Không có đơn giản. Lần trước các vị đã tìm hiểu là sắc uẩn rồi. Một phần của thọ uẩn đó là gì? Đó là hai thọ, ba thọ, phải không? Bây giờ nội tâm bốn thọ là thọ gì? Có người thầy hỏi, thưa cô có biết bốn thọ không? Dạ biết, sao biết thầy? Thầy nói tại sao cô học hồi nào mà biết? Ồ, ông bốn thọ nhà hàng xóm con đó mà. Thế ra là cái ông thứ bốn tên thọ. Như thế là tiêu thầy phải không? Thành ra chúng ta hiểu bốn thọ đây là gì hả? Bốn thọ đây mà chúng ta hiểu là gì? Là thọ dục giới, thọ sắc giới, thọ vô sắc giới và thọ bất hệ giới. Đó là những chữ chúng ta cần phải làm quen. Có một số người nói đạo Phật tại sao cứ nói những cái chữ rắc rối mà tôi nghe tôi phiền quá, cho nên phải nói làm sao cho tôi dễ hiểu. Cái người này công nhận á là quá tài luôn. Đi vào ở trong cái trường y khoa mà báo rằng á là phải nói cái chữ cho thật, tôi thật là dễ hiểu, nhưng mà nói cái chữ gì mà tôi khó hiểu quá. Ai mà dạy được cho người đó? Trong bất cứ một nền triết học nào, trong bất cứ một ngành khoa học nào, nó vẫn có những thuật ngữ chuyên môn và buộc chúng ta phải ghi nhớ những thuật ngữ đó. Nếu như chúng ta muốn học, chúng ta không ghi nhớ làm sao chúng ta học? Thành ra trong Phật giáo cũng vậy, triết học tư tưởng mà không có học được những thuật ngữ thì làm sao mà chúng ta hình dung? Cho nên chúng ta phải tập làm quen, nghe đi nghe lại. Ban đầu nó hơi khó nghe, lâu ngày quen tai, quen lâu rồi chúng ta thành vốn, mà có vốn rồi chúng ta sẽ bật miệng ra và có thể nói được cái lời đó, đúng không?
Trước khi chúng ta nói được, chúng ta phải tích lũy vốn liếng. Học sinh ngữ cũng vậy. Thầy nghĩ rằng là cứ nghe đi nghe lại, đọc tới đọc lui, nó thấm vào trong người rồi, nó quen tai rồi, từ đó mình bật ra nói được. Đó là cái quá trình tích lũy vốn, nó như vậy đó. Thì ở đây cũng vậy. Bây giờ chúng ta hiểu thọ dục giới là gì. Là trong phạm vi mà tất cả hữu tình, những loài chúng sinh sinh ra do ý niệm dục. Trong ranh giới này chúng ta gọi là dục giới. Cái dục thánh thiện trên cõi trời đấu xuất vẫn là dục. Mà cái dục thô trược của loài xuất sinh nó vẫn là dục. Nhưng mà cái mức độ dục của nó như thế nào chúng ta chưa bàn. Nhưng cái tính chất của nó vi tế hoặc là thô thiển đi nữa thì vẫn là dục. Một đốm lửa hay là một đám lửa vẫn là lửa, đúng không? Như vậy thì ở đây nhá, chúng ta hiểu rằng là khi mà tâm chúng ta mà thọ ở trong cái phạm vi dục giới này thì chúng ta gọi là gì? Là thọ dục giới. Trưa hôm nay, sau một thời giảng pháp qua miền Đông Mỹ, Phật tử cho thầy ăn một tô hủ tiếu. Trời ơi, nó ngon dở sợ luôn. Nhìn thấy cái tô hủ tiếu, ban đầu thì ngỡ ngỡ rằng không thể nào xơi hết. Nhưng ai ngờ đâu nó ngon quá, cứ từ từ vừa ăn vừa nói vậy mà hết hổ não hay. Nó ngon quá. Và ước gì ấy, tuần sau mình có được một tô nữa. Nếu như thầy ước như vậy, ngày mai thầy chết đi, chắc chắn là thầy sẽ trở lại cõi này để tuần sau ăn tiếp. Đúng không? Tại sao vậy hả? Đúng rồi, làm gì chư thiên có cái tô hủ tiếu, Cực Lạc làm gì có tô hủ tiếu, trong Niết Bàn thì chắc chắn không có tô hủ tiếu này rồi. Có phải vậy không? Như này thì tâm lúc đó là thọ dục giới, thọ cái món ăn ở trong dục giới, cho nên nó là nền tảng tái sanh trở lại dục giới này. Chân lý sâu xa nó như vậy đó. Bây giờ Đức Thế Tôn ăn như thế nào? Ngài ăn là để giải quyết cái đói và để trướng dưỡng mạng căn. Cho nên khi ăn bỏ một miếng, không khởi niệm thọ, chỉ có xúc thôi. Xúc tức là biết nó mềm, nó cứng, nó nóng, nó lạnh, cái vị nó xúc thôi mà không thọ. Và ngài nhai, không có miếng cơm nào chưa được nhai mà nuốt xuống bao tử. Nhai xong rồi, nuốt sạch rồi, bắt đầu ngài mới nuốt, mới bỏ miếng cơm thứ hai vào miệng. Cho nên khi ăn xong rồi thì hành cũ đã xong, hành mới thì không sinh. Như vậy thì ngài vô sinh. Còn mình á, ngon quá. Nếu như tuần sau mà chưa chết thì chắc cái lễ này không sao. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng tất cả tâm chúng ta mà thọ ở trong dục giới là nền tảng để tái sanh trong dục giới. Trước khi chết mà còn hẹn kiếp sau nữa. Đó, hẹn gớm lắm. Hẹn là đời đời kiếp kiếp lận, chứ không phải hẹn vừa đâu nghe. Hẹn dở vậy đó. Có mấy người mà hẹn là thương nhau mà tới răng long tóc bạc. Mà thầy nói là tóc thì chưa bạc mà răng sẽ long. Thầy cãi nhau, quấn nhau, răng long chứ có gì đâu. Nó rụng luôn, nó long. Nó có những trường hợp như vậy đó. Thành ra là nó có những trường hợp như vậy đó. Tức là cái điên đảo vọng tưởng cứ nói ra vậy thôi, cứ nghĩ rằng là như là sắt đá. Nhưng mà nó không, tại cái tâm thọ này nó biến đổi, cho nên mọi thứ nó biến đổi theo thọ dục giới. Thành ra cái chữ thọ mà khi chúng ta ngồi quán chiếu, chúng ta hiểu rằng chúng ta đang thọ tất cả những gì trong dục giới. Chứ không có nghĩa rằng là chúng ta thọ ăn, thọ uống, thọ nhà, thọ cửa, hay là thọ cái tâm lý tình cảm, mà thọ tất cả những gì ở trong phạm vi dục giới. Đây gọi là thọ dục giới. Được chưa? Tới mức như vậy, cái tầm nhìn chúng ta rõ ra như vậy. Có người nói, tôi chán quá, tôi chán cái cõi này quá, tôi muốn gì? Tôi muốn sanh lên cõi trời. Hỏi từ đây tới cõi trời bao xa? Hả? Còn 700 cây số thôi. Cơ sở nào?
Bởi vì thấy con cá chép nó đi về trời. Cá chép nó bơi một ngày một đêm này, khoảng 3 ngày đêm này, khoảng 300 cây số. Và đưa ông Táo về trời. Ông Táo về đó ông họp với Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế ngày nữa ông về. Thì đi 3 ngày về 3 ngày á. Chắc là không 700 cây số thôi. Hay là ngựa chạy còn nhiêu đó à. Cho nên tướng ra vậy thôi, chứ đâu có biết ông trời chỗ nào. Và trời nó cũng nhiều hạn chứ, cái hạn trời dục giới và hạn trời sắc, hạn trời vô sắc. Mình nói tôi muốn sinh lên trời mà chẳng biết sinh về trời nào. À, như vậy thì á, mình nói thọ, mình muốn sinh lên cõi trời mà mình chán cái cõi này, mình sinh cõi trời thì mình thọ cái dục giới của cõi trời. Thấy không? À, có người chán cái cõi cực lạc này, ta bà này muốn sinh cực lạc. Mà muốn sinh thôi với cái tâm có chút công phu nào thì làm nền tảng để sinh được. Thì làm sao sinh? À, cho nên rõ ràng cái tâm chúng ta là tương ưng tác ý dục giới. Đây gọi là thọ dục giới. Cái thọ mà nó tương ưng với những cái tác ý, cái này là kết hợp với những cái tác ý, những cái ý nghĩ nằm trong phạm vi dục giới thì chúng ta gọi là thọ dục giới. Rõ chưa? Phân tích ra, chia chế ra để thấy này, cái thọ trong người mình nó một khối và chúng ta phải biết nó thuộc cái nào, cái nào, cái nào. Chứ không phải rằng nó giống nhau đâu. Nó tính chất là gì? Nói thưa thầy, còn chẳng muốn thọ dục giới, con muốn sinh lên cái cõi trời mà có người ta nó tự tại ăn vô không cần phải đi thái ra. À, và suốt ngày mặc thiên y rồi du chơi các tầng trời rồi sung sướng nhẹ nhàng, cái cõi đó là cái gì? Là cõi sắc. Cái cõi sắc. Như vậy thì thưa quý vị, trong tâm mình ước gì mình sinh vào đó thì tâm mình ngay lúc đó nó đang thọ vô sắc giới. À, xin lỗi, là thọ sắc giới. Đúng không? Tương tự như vậy, ở trong tâm mình nghĩ rằng là mình tới một cái chỗ là hư vô không còn gì nữa. Và ước gì không còn sanh, không còn tứ, tất cả mọi thứ đều thoải mái, đều gì, không còn gì cả. Mình diệt hết tất cả mọi ý nghĩ. Và chúng ta bỏ đi, viễn ly được tất cả mọi cảm xúc. Trong tâm lúc bây giờ an trú một cách rất là vững chắc, ở trong một trạng thái giống như là không còn gì cả, mà không có đủ trí tuệ để liễu ngộ. Cho nên ở trong trạng thái này, người này sẽ đi vô trong cái định vô sắc. Định vô sắc ban đầu là không vô biên xứ. Cao hơn là gì? Thức vô biên xứ. Phi gì? Vô sở hữu xứ. Và cuối cùng là phi tướng xứ. À, như vậy thì làm sao mình giải thoát? Thành ra tâm mình có thọ tới mức đó thì cũng là thọ vô sắc giới. Thọ dục giới, thọ sắc giới, thọ vô sắc giới. Quanh quẩn còn thọ trong ba cõi. Đúng không? À, bây giờ làm sao đây? Cứ quanh quẩn lên xuống hoài vậy đó. Cho nên phải quyết định đi ra chứ. Bây giờ quyết định đi ra làm sao đây? Bây giờ mình tụng kinh. Ha. Quyết định tụng kinh để đi ra. Mà mình tụng kinh mà mình ta quánh cái mỏ nhanh quá. Nó bực bội vô cùng. Bực vô cùng. Mình mắt mình già yếu. Hồi trễ mình đọc bay. Bây giờ già yếu rồi. Đọc nhanh quá. Mình không biết cái chữ gì rồi. Nó bực bội. Cho nên không tụng kinh không bực mà tụng nó bực. Như vậy là lỗ gạo rồi. Phải không? Làm ăn như vậy là thua to rồi. Thế thôi mình đừng tụng cho nó khỏe. Chứ người nói tụng kinh là tụng từ từ để đọc còn hiểu cái chữ chứ. Đọc nhanh quá như vậy là sao hiểu được. Như vậy ấy, hỏi các vị ấy, là các vị đang tụng kinh hay đang đọc kinh? Đọc kinh với tụng kinh nó khác nhau ở chỗ nào? Hả? Đọc nó tên là gì? Hả? Đọc nó hai loại. Một loại là đọc thầm và một loại đọc ra tiếng. Đọc thầm thường là trạng thái đọc bằng mắt. Đọc ra tiếng tức là cổ phải phát ra ngữ âm. Ngữ âm theo tiếng Việt là đơn âm theo vận bằng trách. Từng câu từng chữ phải không? Phân tích nó như vậy. Như vậy thì đọc ra một tiếng. Và ít nhất lỗ tai mình cũng nghe được. Người ở gần quá không nghe, nhưng ít nhất lỗ tai mình cũng nghe được.
Còn tống thì sao? Tống là nó phải có giai điệu chứ phải không? Giai điệu thì là sao? Phải có bằng trách. Bằng trách thì cái dấu sắc ấy, mình đọc cao hơn cái dấu ngang, dấu quyền mình hạ xuống, đúng không? Và đã tụng thì nó có gì hai phần nữa, đã có cái giai điệu thì nó có một phần mà quý ngài dạy theo cái cách mà người xưa ấy, gọi là gì, là có nhân và nhị. Nhân là cái hạt nó cái chính, còn cái nhị á là cái phụ theo, cái ơ theo. À, chẳng hạn như như chữ như là như là nhân ư nhị, hiểu không? Nha. Dọc này như thị ngã vinh đó là gì? Là đọc, đọc có nhưng mà không có nhị, còn có nhưng và nhị người ta gọi là tụng, đúng không? Như thị ngã vinh nhất thời Phật tại xá về quốc kỳ thọ cấp cô độc biên cốc 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 rồi em ơi, như vậy thì em là nó có nhưng có nhị. À, còn mà đọc như thì ngã văn nhất thời Phật tại xá Phật, như vậy là gì? Là đọc chứ không phải tụng. Tác dụng của đọc là để chi hả? Để cho hết hơi cho nhanh chết chứ chi đọc là để hiểu phải không? À, đọc là để hiểu. À, còn á tụng là gì? Tụng là để nhiếp tâm. Nhiếp cái gì? Nhiếp cái thiện, nhiếp cái bất thiện, đó là nhiếp tâm. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, đâu là bản chân diện mục của thầy Huệ Minh? Đây là câu nối của Đức Lục Tổ Huệ Năng. Nếu như chúng ta không nghĩ thiện, không nghĩ ác, mà lúc đó chúng ta còn thấy được bản chân diện mục của mình, thì lúc đó chúng ta là người giác ngộ. Khi chúng ta làm một việc ác, chúng ta cũng phải nỗ lực tức giận lên nhiều phen rồi chúng ta mới làm được việc ác. Còn không, chúng ta cũng phải cố gắng là dựng cái thân này lên đi làm việc ác bởi cái tiếng gọi của vọng tưởng tham sân si. Hoặc là chúng ta làm một việc thiện, chúng ta phải vượt qua tất cả mọi thứ, phải tính toán, phải nỗ lực, phải kế hoạch, tính toán này kia, bao nhiêu thứ. Bắt đầu chúng ta cũng đem cái thân mình đi làm việc thiện. Như vậy nó mới ra việc thiện. Tất cả đều phải dựa trên sự nỗ lực của ý chí. Đúng không? Nó có một trạng thái mà không có sự nỗ lực của ý chí, đó là gì? Trạng thái vô ký. Hiểu chưa? Vô ký là không thiện, không ác. Vô ký. Như vậy khi tụng kinh, tâm không nghĩ thiện, không nghĩ ác, mà miệng mắt tạm thời gá trên lời lẽ thánh giáo của Như Lai. Cho nên ngay lúc đó chúng ta khởi vô ký tâm. Mà tâm vô ký này nếu được huân tập ở trong cái trạng thái tụng này, tụng mãi thế này, thì nó đến cái chỗ là vô ký thù thắng. Và trong tất cả mọi loại thần thông đều phát sinh từ vô ký thù thắng. Thấy được chỗ tụng kinh chưa? Cái lý này hồi giờ nghe chưa? Tụng hoài mà chưa biết phải không? Cho nên đi tụng kinh làm sao mà đỡ hiếu kính? Hiếu kính là nên dừng lại và ngồi đọc. Còn đã tụng là phải phát quy vô ký thù thắng. Cái trạng thái phát quy vô ký thù thắng nữa là trạng thái nào? Đọc mật chú. Hay mật chú. Thiếm thì mới ra nhiều chuyện còn hiếu, mà chú thì khó hiếu. Cho nên chú không hiểu gì cả. Do không hiểu gì cả cho nên không có khởi thiện, cũng không khởi ác. Do vậy mà khởi gì? Khởi vô minh. Các bạn không? Tức là không hiểu gì cả, khởi vô minh chứ còn gì nữa. Không phải. Mình tụng, cho nên trong tâm mình á, niệm chú, tụng chú, trì chú. Cho nên trong này á, là gì? Vô ký thù thắng. Tâm không có khởi thiện, không khởi ác, không có sự phân biệt của nhận thức. Cho nên nó đến cái chỗ tại là gì? Vô ký thù thắng. Ở trong vô ký thù thắng, vô tình nó trôi vào ở trong nhất tâm. Mà nó trôi vào được trong nhất tâm, trạng thái này là trạng thái gì? Ha? Trạng thái chân đẹp, trạng thái tịnh siêu việt của tâm. Tại vì thiền nó có năm chi phần. Một là gì? Tâm. Hai là tứ. Gì nữa? Hỷ lạc nhất tâm.
Tầm tứ là trạng thái gì? Thiện ác. Nó hoạt động trên cơ sở tư duy. Thì tư duy là cái động lực phát khởi. Tầm tứ là động lực phát khởi tư duy. Còn tính chất của tư duy đem đến hại chúng ta gọi là tư duy ác. Đem đến lợi chúng ta gọi là, đem đến mà an lành chúng ta gọi là tư duy thiện. Hiểu chưa? Nhưng mà cái động lực phát khởi, cái chỗ kích hoạt của nó là gì? Là tầm tứ. Nhưng rời khỏi tầm tứ đến chỗ sâu lắng, ở trong định gọi là hỷ, và vượt ra khỏi cái hỷ, không để tâm nhiễm hỷ thì gọi là lạc. Nhưng mà xá cái lạc đó, nó sẽ trôi vào trạng thái tĩnh lặng tự nhiên của tâm. Đây gọi là nhất tâm. Đây là tứ thiền xá niệm thanh tịnh địa. Nếm được không? Công thức nó như vậy, rất là thích thú phải không? Thành ra chúng ta mới hiểu tại sao có những vị họ tụng kinh một thời gian họ đắc quá, họ trì chú một thời gian họ đắc quá, họ niệm Phật, họ trì chú. Như tổ mà tổ chân ngôn của chúng ta đó, là ngài hay là các người tổ hội viễn các vị là thường là cầu sanh tịnh độ bằng cách đó là tụng kinh Di Đà và trì chú vãng sanh. Cái cốt túy của tịnh độ là gì? Là lấy hồng danh của Đức Phật A Di Đà một cách tôn kính và gì, và tin sâu và nguyện thiết, và sau đó là phải gì, phải hành chuyên. Hành chuyên là quan trọng. Hành chuyên là gì? Tức là ở trong cái trạng thái vô ký thù thắng thật lâu ở trong gì, hồng danh của Phật. Đây gọi là niệm Phật. Như vậy thì niệm Phật nó vẫn đến cái chỗ là gì, là vô ký thù thắng. Ở trong vô ký thù thắng nó trôi vào trong nhất tâm. Ở trong cái nhất tâm siêu việt đó, người ta chết ở trong công phu đó, chết ở trong định đó, trong công đức đó, làm sao các cõi khác người ta có thể tái sanh được? Bởi vì cái tâm nó không tương ưng, không tự tái sanh. Mà nếu cái tái sanh là tái sanh một cái cõi cực tịnh, đó là cực lạc Tây Phương. Thấy được công thức chưa? Thấy được cái cấu trúc của nó là một nền tảng khoa học biện chứng, là biện luận và chứng biết đàng hoàng, chứ không phải là mơ hồ. Và nếu như tụng kinh mà không thấu được cái triết này, trì chú niệm Phật mà không thấu hiểu được cái cốt túy chung này, thì không bao giờ tụng mà cho ra được, không bao giờ tụng mà giải thoát được. Tụng hết hơi chết cho nhanh, và ngồi thiền ngồi hoài tới rụt xác cái cũng không có chứng được. Tại vì không có liễu ngộ được chân lý này. Đi học quan trọng chưa? Nếu như không có những vị thầy ráng nỗ lực tu tập thì cũng không có lời này để giảng ra. Không có, chúng ta không có hộ trì Phật pháp tinh tấn đến học thì chúng ta cũng có cơ hội để lắng nghe. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc chúng ta tháo gỡ và tác thành cho các vị tới mức nào. Tháo gỡ phiền não và tác thành kiến giải, tác thành tuệ giác siêu việt. Chúng ta tụng kinh mấy chục năm, ai khai thị cho các vị những điều đó? Ngay cả những người trì chú, rồi kiết ấn, rồi răng bằng hết, họ đã thấy được cái điểm đó chưa? Họ thấy được cái cấu trúc mà giúp cho họ giác ngộ trên cơ sở nào hay chưa? Buổi học hôm nay á, mà các vị đi học bao nhiêu đây thôi á, là các vị cũng đã ngon lành lắm rồi đó. Lại sáng nó được nhiều thứ lắm đó. Có phải vậy không? Bây giờ đây các vị còn thấy rằng là còn quan trọng là thiền, là tinh, là mật gì nữa không? Cái chuyện pháp môn có còn là vấn đề với các vị nữa không? Thế đường nào các vị mà không đạt đến cái vô ký thù thắng? Đúng không? Đức Phật muốn phát huy thần thông siêu việt đâu phải dùng tâm vô ký thù thắng. Lấy kinh tạng nguyên thủy ra mà xem. Không liễu ngộ cho nên nói lung tung, mà làm cho là mình nó mơ hồ điên đảo thêm nữa. À, rồi đây là gì? Như vậy thì ở trong cái trạng thái mà tụng kinh niệm Phật trì chú, các vị có nổi nóng không? Nếu như các vị nổi nóng thì ai nổi nóng cho các vị và ai tụng cho các vị? Có một số người đi tụng kinh mà nổi nóng. Thiệt là hay, kinh Phật là giải thoát mà cầm lên không giải thoát, nổi nóng thật là hay. Rõ ràng là chúng ta làm theo quán tính mà không có thấu hiểu. À, như vậy thì ở đây ngay khi tụng kinh niệm Phật trì chú hành thiền, ngay lúc đó tâm của chúng ta nó có tham không? Nó có sân không? Nó có si không? Cái tâm như vậy nó có thọ không?
Thọ cái gì? Thọ vô tham, vô sân, vô si. Thọ như vậy là cái thọ không có tái sinh. Đây gọi là thọ bất hệ. Tức là không có dục giới, không có sắc giới, không có vô sắc giới, không có cái chỗ hệ thuộc nữa, không có cái chỗ là trói buộc trong đó nữa. Cho nên gọi là thọ bất hệ. Hiểu chưa? Như vậy thì bây giờ chúng ta chọn nào? Chúng ta chọn là thọ dục giới, sắc giới, vô sắc giới hay là thọ bất hệ? Đó. Giờ chúng ta coi thứ là khi chúng ta ngồi xuống là tâm mình nó đang thọ cái gì? Biết rằng mình đang thọ dục giới là rồi, mình sẽ tái sanh đó nghe. Như vậy thì mình thiền là để mình thấy cái điểm này. Mình liễu ngộ cái điểm này phải không? Và mình huân tu cái nào, nuôi dưỡng cái nào, tứ tẩm cái nào thì nó sẽ hình thành là cái đó. Nè, rồi. Nói về bốn thọ là như vậy. Được chưa? Nói tới điểm tiếp theo là nói tới năm thọ. Nói tới cái chú năm thọ đây. Chú năm thọ này là thọ gì? Là thọ gì? Thọ lạc, thọ khổ, thọ gì? Thọ hỷ, thọ ưu và thọ xa. Thực ra nó chỉ có là ba thọ thôi. Lạc, khổ và phi lạc, phi khổ, gọi là thọ xá thôi. Nhưng mà nó có chuyển biến chút xíu. Là gì? Là thọ hỷ. Hỷ với lạc nó giống và khác nhau ở chỗ nào? À, hỷ là thân, lạc là tâm, à, một cái sâu cái cạn. Nhưng mà cho một cái ví dụ thực tế xem. Vâng vâng. Tức là mình tiếp cận được rồi gọi là lạc. Còn mình nhìn thấy nó thì lúc đó là hỷ. Mình mất cái chìa khóa, mình đi kiếm là thọ khổ. Và khi mà thấy được nó là thọ hỷ. Cầm nó lên tay, đúng rồi, thọ lạc. Phải vậy không à? Là cái trạng thái nó như vậy. Nhưng mà bây giờ mình kiếm không ra. Buồn buồn phải không? Là ưu. Phải không à? Ôi thôi bỏ cho rồi, mệt quá đi các cái khác. Là gì? Thọ xá. Đó. Cho nên là ba thọ, năm thọ nó diễn ra ở trong tâm mình như vậy đó. Thì tất cả những cái này nó dựa trên bốn đại mà hình thành. Nhưng nó là thế giới nội tâm mà chúng ta thường hay sống với nó. Nó làm cho mình đó, là lúc vui, lúc buồn, lúc còn, lúc mất, lúc lo lắng, lúc này nọ, đủ thứ hết là từ yếu tố này. Nó là dặn dặt vô thường như vậy mà mình không có quán chiếu rõ, cho nên bị nó trói tâm của mình và sinh tâm ở trong cảnh này. Nếu như ở trong cảnh này mà trí nhận biết, trí nhận biết nó, lợi hại, thiện ác, tịnh nhiễm, như vậy tâm luôn đối cảnh, nghĩa là chúng ta thì luôn đối cảnh mà tâm không sinh. Tâm bất sinh gọi là đối cảnh vô tâm, mạc vắng thiền. Không cần hối chuyện thiền nữa, người này xong rồi. Đối cảnh vô tâm mạc vắng thiền, nối một cái thi văn như vậy đó. Nhưng mà để đạt được không có dễ dàng chút nào. Có phải như vậy không thưa quý vị? Chúng ta làm sao mà chúng ta thấu hiểu được một cảnh giới sống chưa từng rời biển, sao mãi tìm đại dương. Con sống có giờ rời khỏi biển? Nếu rời khỏi biển rồi làm gì còn có sống? Sống chưa từng rời biển, sao mãi đi tìm đại dương? Tâm chúng ta bất sinh bất diệt, như vậy thì ai tu chứng niết bàn? Nếu như chúng ta phát họa cho mình một hành trình của sự quán chiếu, đến đi trong cõi mộng, nhân không pháp cũng không, không có thọ nữa. Nhân không pháp cũng không. Tâm lúc bây giờ ở trong vô ký, với những phương thức tu tập nhập vào dòng tự tánh, thấy ba cõi mênh mông, giải thoát. Nghe pháp Trạng Âm hiểu thêm một chút phải không? Hiểu thêm một chút như vậy đó. Những câu như vậy chúng ta hiểu một cách đa dạng, đa chiều, chứ không đơn giản là các vị nghe một bài nhạc mô tả về Đức Phật thành đạo. Mà nó là gì? Nó là chân lý tu tập cho chúng ta, gợi kém sâu xa mà chúng ta có thể hiểu ra với nhiều cái khía cạnh khác nhau.
À, như vậy thì thưa quý vị, đây nói tới năm thọ là chúng ta biết rồi, là thọ gì? Thọ lạc, thọ khổ, thọ hí, thọ ưu, thọ xa. Rồi nói đến sáu thọ là ai, như thế nào đây? Sáu thọ ở đây chúng ta được định hình, đó là ban đầu nó phát sinh từ đâu. Chẳng hạn như bây giờ con mắt đầu tiên là gì? Con mắt nó phải tiếp xúc, tiếp xúc với hình ảnh, tiếp xúc với màu sắc, chẳng hạn riêng con mắt thôi ha. Và con mắt nó phải xúc, nếu như con mắt nhắm lại thì có thọ không? Con mắt nhắm lại mà nó nhìn màu đen, nó có thọ không? nó lại có, tại vì nó đang xúc màu đen đó, phải không ạ? À? Con mắt á, nó muốn đi tìm một cái gì đó mà bây giờ nó liêm nhiêm, nó không thấy đường, nó xúc cái liêm nhiêm đó, cho nên nó có thọ, đúng không ạ? À? Hay là thọ một cái ánh sáng mà nó chói rực, hay là thọ một cái màu sắc nó nhẹ nhàng thanh tao, hay là con mắt nó nhìn thấy một cái dáng mạo là như là trúc sinh trúc đứng đầu đình vậy đó, nó đẹp vô cùng với cảnh trúc sinh sinh đứng đầu đình và có cô gái đứng trình ình cũng xinh. Có xinh không? Đứng chán đường người ta đứng trình ình có xinh không? Chính là chẳng hạn như vậy thì chúng ta thấy nó thọ đó chứ, nó thọ. Ví dụ như mình đi ra cửa mà có người đứng trình ình, họ đứng họ nói thiệt lâu, đứng ngay chỗ lấy dép mà còn đứng đấy còn tâm sự lội chim biển nữa. À, mình thọ như vậy á, là cái thọ như vậy á, là nó do con mắt mình xúc những cái chuyện mà chướng tai gai mắt, phải không? Hay là mình xúc một cái gì đẹp, mình xúc một cái gì khó ưa, tất cả đầu tiên là phải xúc, chưa cần biết nó là như thế nào, tính chất của cái xúc ra sao, nhưng mà đầu tiên phải là xúc trước, đúng không? Mà cái xúc này từ đâu? Từ con mắt mình thấy, đây gọi là nhãn xúc. Rồi cái duyên thứ hai là gì? Là do duyên đến mắt và các sắc, tức là cái xúc nó bên trong đó, nó là tình sắc căn đó nghe, à, nó có cái nhu cầu, bắt đầu nó mở mắt ra, nó điều khiển mắt nhìn vào cái hướng mà nó muốn xúc, xúc với cái màu sắc gì, hướng tới cái đối tượng nó nhìn, chứ không phải là cái xúc này á, là từ con mắt mà nó bên trong con mắt. Nó gọi là một loại tình sắc căn đó, là cái khởi ý muốn nhìn thông qua con mắt. Khi muốn nhìn là hình gì, màu gì, thì lúc bây giờ nó phải lập tức cái tâm á, cái tâm lúc đó là cái tâm xúc này á, là nó phải dùng con mắt liền. À, trừ khi nào người đó là người mù, muốn biết một người cao thấp thì lấy tay mà đưa sờ sờ. Nhưng người không mù mà nói rằng á, là lấy tay sờ đã biết rằng cao thấp á, thì chỉ có khi nào mình thi đố gì đó, chứ còn không là con mắt là nó hành động đầu tiên. Và con mắt nó khởi lên cái xúc gọi là nhãn xúc này á, đi tìm kiếm cái sắc, tìm kiếm cái sắc rồi, bây giờ nó gặp được cái sắc rồi, nó phát sinh một sự phân biệt. Cái phát sinh sự phân biệt này chúng ta gọi là gì? Là nhãn thức. Như vậy thì con mắt, xúc của con mắt và nhãn thức kết hợp lại, ba cái này nó ở chung một chỗ, cơ chế hoạt động của nó sẽ hình thành ra một cái trạng thái gọi là gì? Là thọ. Rõ chưa? Cho nên ba cái hòa hợp mà nó sanh xúc, mà xúc làm cái duyên để sinh thọ. Nhãn xúc nó khác với xúc nha. Nhãn xúc là ban đầu thôi, và khi mà nó tìm ra được cái mà nó muốn nhìn rồi, và nó phân biệt được rồi, thì cái phân biệt đó gọi là nhãn thức. Và cái đối tượng mà nó nhìn được rồi gọi là sắc, là màu sắc, hình sắc. Và cái nhãn xúc á, với gì? Với hình sắc và nhãn thức, ba cái ở chung là chỗ nó có tính chất là cọ xúc lẫn nhau, tương tác lẫn nhau, va chạm lẫn nhau, chúng ta gọi là xúc giác. Hiểu chưa? Mà trên cái cơ sở xúc giác này nó có mặt á, cái xúc giác nó có mặt á, mà biết được nó là nó giác gì, đó là thọ bắt đầu xuất hiện. Thấy như cái thọ xuất hiện chưa hả? Chẳng hạn như đầu tiên chúng ta sờ tay vô lửa, chúng ta có biết lửa nóng không? Làm gì biết? Chưa biết. Cái niệm đầu tiên chưa có kịp đâu. Cái đó là gì? Là cái đó là cảm xúc. Tức là xúc nó có cảm. Rồi bắt đầu là nó rất là nhanh,
Bắt đầu là cái gì? Cái thân căn bị nóng, bị lửa phải không? Bắt đầu là cái xúc căn, cái xúc của thân căn là nó xuất hiện. Được chưa? Rồi cái thân căn là thân thân xúc này nó mới nương vô, nó bị chạm phải cái lửa, là cái đối tượng nó va chạm đó. Va chạm đó là gì? Là sắc lửa, sức nóng của lửa. Ba cái này nó hòa lại thành ra là gì? Là xúc giác trên thân căn. Và trên cái cơ sở của xúc giác này á, bắt đầu cái thọ nóng nó sẽ xuất hiện. Và cái thọ nóng nó xuất hiện là mình thúc đẩy lại, mình chẳng biết làm sao. Lập tức có một cái kinh nghiệm nào đó, ông bà mình dạy rằng khi nóng quá, nắm lỗ tai. Thế là mình nắm, nắm lỗ tai. Hiểu không? Thấy nó đơn giản như vậy, nhưng mà nó diễn ra rất là nhanh như vậy. Mà nó diễn ra từng lớp, từng lớp, từng lớp. Thấy cái thọ đó chưa? Thấy cái biểu hiện thọ của nó như vậy đó. Như vậy thì mình tu là mình quán. Mình quán là gì? Là trí tuệ soi chiếu. Ngồi xuống là để tập phân tích, để soi chiếu chân tướng của một cái này. Đây là tu. Làm như vậy á, càng làm nhiều như vậy, trí tuệ sắc bén càng sinh, nhận thức sắc sảo càng sinh, sự mà liễu ngộ càng dễ càng sắc sảo. Đây chính là tu. Do vậy mà trí tuệ của chúng ta nó sinh ra mạnh. Nhận biết chúng ta nó càng ngày nó càng sáng suốt, nó không còn mơ hồ nữa. Nó không bao giờ nói rằng là tôi buồn mà chẳng biết gì sao tôi buồn. À, có người cũng nói là buồn vui lẫn lộn, sao lẫn được, riêng thì không có lẫn chỗ nào, tại vì chúng ta không có kịp phân biệt nó đảo nhanh quá, chúng ta không theo kịp gọi là lẫn lộn. Chứ chúng ta có trí sắc sảo là buồn, vui là vui, cái niệm buồn là rõ ràng, cái niệm vui khác nhau, hỷ với lạc nó luôn luôn triệt tiêu nhau, làm sao ở chung một chỗ, đúng không? Đó, cho nên chúng ta sẽ biết khác. Đó. Nhưng mà chúng ta đã thấy được là một cái trạng thái là sắc như vậy, ba sinh ra ba, rồi sinh ra là gì? Là thọ trên trên mắt. Như vậy thì đối với gì? Đối với mũi, đối với thân, đối với lưỡi, đối với tai nghe và đối với cái tâm ý bên trong, nó vẫn có cái cơ sở tương tác của nó tương tự như vậy mà sinh ra sáu trạng thái thọ này, chúng ta gọi là sáu thọ. Được chưa? À, ngồi quán chiếu mà phân tích là sớm giờ gần một giờ đồng hồ mà mới có 4 thọ, 5 thọ, 6 thọ. À, mà cái thọ chúng ta nó chất chồng là một đống, một khối, mà tới mức mà ngập tràn lên tâm của chúng ta, và đôi khi chúng ta không biết mình đang thọ cái gì nữa luôn á. Đúng không hả? Không biết mình thọ cái gì, nó mơ mơ hồ hồ, hình như nó hơi buồn buồn, hình như cũng vui vui. Nó như vậy đó. Các vị cứ chiêm nghiệm rõ mà xem, có đúng vậy không? À, rồi tiếp theo là thưa quý vị, ở trong những trường hợp như vậy thì chúng ta biết rằng cái gì là chính mà cái gì là phụ. Chẳng hạn chúng ta nhìn thấy một cái đóa hoa như thế này, nó sinh ra cái thọ là cái thọ thích thú ái nhiễm, được chưa? Như vậy thì cái gì là nhân và cái gì là duyên hả? Bình hoa là nhân. Tại sao có người nhìn không bình thường mà mình ấy lại khó chịu? Hay là mình sinh say đắm? Như vậy là không phải từ bình hoa. Phải không? Phải từ người đó. Đúng không? Từ người đó. Nếu như cho rằng từ người đó thì từ chỗ nào? Từ con mắt. Từ con mắt. Mà từ con mắt thì con mắt ai nó tròn tròn như trái táo, nó cũng đều có cái khả năng là tiếp cận màu sắc ánh sáng, nó ghi nhận, cho nên cũng không phải là con mắt. Giờ nó có phải từ cái thức sinh ra không? Đúng rồi, nó là cái thức sinh ra, là cái kết quả của xúc. Cái xúc ấy không phải thức, nó là xúc, không phải là nhãn thức. Như vậy thì nhãn xúc ban đầu để tìm kiếm hoa là nhìn, đó là một cái duyên. Cái duyên thứ hai, hoa có mặt. Cái duyên thứ ba là khởi thức phân biệt, đúng không? Ba cái này nó gom lại, nó làm tăng thượng duyên, nó làm cái duyên tăng thượng lên,
đầy đủ lên. Bắt đầu là gì? Là xúc xuất hiện. Ba cái này ở lại ở chung một chỗ mà tương tác với nhau, đã có xúc sinh ra. Thì cái xúc sinh ra này á, cái thọ nó dựa lên cái xúc đó, cho nên cái xúc là chính là cái nhân. Thấy chưa? Nhưng ở đây các ngài tu tập á, các ngài không đỡ cho cái nhân á, cái duyên nó kết hợp lại và tăng thượng. Thế nên các ngài nói hoa đơn giản nó là hoa, ghi nhận nó, không đỡ cho thọ chen vô. Thành ra các ngài nhìn bình thường mà không có sinh tâm đắm lụy hoặc là chán ghét. Còn chúng ta thường là sinh liền lập tức tâm thọ đấy, cho nên thường thì ráng mà giữ, ghét thì muốn đẩy ra. Thấy chưa hả? Sự khác biệt giữa cái người mà giác ngộ và cái người mà chưa giác ngộ là ở điểm này. Có người nói thưa thầy, thầy nói giùm cái ông chú đó chứ con nói chuyện với ông chú đó con mệt quá. Ông chú đó ông nói con nghe con mệt quá. Thầy mới nói cái kết quả của một câu nói và một người nghe thì người nói là có âm thanh từ miệng phát ra, còn người nghe là lỗ tai của cô đang nghe. Bây giờ cô muốn thầy á là bảo người ta đừng nói, tại sao cô không tự đóng lỗ tai cô lại, nó có khỏe hơn không? Đúng không ạ? Đó. Tại vì cái kết quả của cái phiền hà này là nó đến từ người nói và người nghe. Tại sao mình bảo người ta đừng nói, trong khi người ta không chịu nói với cái tâm của họ như vậy, họ phải nói ra chứ. Không đó, ở trong đó là nó bị nó chết sao? Cho nên họ nói ra đúng như là họ tham, họ nói kiểu tham, họ sân, họ nói kiểu sân, họ si, họ nói ra cái lời của si là bình thường. Nhưng mà lỗ tai của mình ấy, mình có cho vui không là chuyện của mình ấy, phải không? Nhưng mà mình có nói là con không biết lỗ tai được, con không biết tai được, tại sao biết người ta phải ngậm miệng? Đó, như vậy là mình cũng phi lý nữa. Rồi, bây giờ mình biết tai mình lại là sao mình biết được? Có phải mình làm cho cái nhĩ căn của mình không nghe nữa không? Nếu như mà làm nhĩ căn mình nó không nghe nữa mà tâm mình nó giải thoát thì như vậy thì cái người đuôi và người điếc họ chứng quả rồi. Có phải không? Cho nên rõ ràng nó không phải là từ cái nghe mà từ cái đâu? Từ cái thọ. Cái thọ này á nó tương tác trên cơ sở có ba cái duyên tăng thượng, đó là nhĩ căn. Đó là gì? Là nhĩ xúc và thanh trần, là ba cái yếu tố tương tác lẫn nhau sinh ra cái duyên tăng thượng. Đó là gì? Đó là thọ từ cái nghe. Mà do thọ không vừa ý cho nên sân xuất hiện, hay là thọ vừa ý thì cái tâm sao? Sinh ái. Ái là một màu sắc của tham. Bắt đầu nó nhấn chìm. Ái là cái tính chất nhấn chìm. Nó như là sóng ba đào, nó nhấn chìm tâm mình xuống. Có những trường hợp á, là mình không có sai, nhưng mà người ta cứ chỉ trích nói mình sai, mình nổi giận là do mình thọ cái đó thôi. Chứ thực ra người ta sai là việc của người ta, mình đâu có sai. Tại sao mình sợ người ta phiền hà, bị sợ người ta giận? Cái giận có gì hay ho? Quan trọng là đúng hay sai. Khi mình đúng, mình ráng mình duy trì cái đúng đó cho thanh tịnh. Còn nói như mình sai mình mới sợ chứ, phải không? Tại sao mà mình làm đúng mà mình sợ người ta giận? Làm sao mà mình có người nói thưa thầy á, con rất 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 là muốn đến Bồ Đề Phật Quốc để học, nhưng nghe phiền rồi. Thầy nói khối, không nhưng gì nữa hết, đừng nói nữa. Vậy mà cũng bắt thầy nghe nha. Nhưng con đi, con sợ là thầy của con giận. Trời, con đi học đạo mà sợ thầy con giận, thầy gì kỳ vậy? Và thầy tin rằng không có thầy nào mà giận đâu. Tự nhiên mình tướng ra là có, chứ làm gì giận. Người Phật tử đi học đạo, đây là theo lời Phật dạy, là quy đúng nghĩa của Tam Bảo, sao lại ông thầy giận? Đúng không? Cho nên mình giả nhìn, nếu như ông thầy có giận thì cái đó là gì? Đó là phi pháp. Mà phi pháp lý mình sợ cái phi pháp, mình thọ trì phi pháp bằng cách mình bỏ chánh pháp. Cho nên không có đường nào hết á. Mình xử sự một cách á, là thỏa đáng,
cao đẹp, lễ độ, như pháp. Không có vị tinh, vị đi chân chính nào mà ghét bỏ mình. Ai cũng sẽ trân trọng mình. Bản thân như thầy này, gặp bất cứ một ai là một Phật tử hiểu biết chân lý, hiểu biết trong Phật pháp, có những cái thái độ ứng xử thỏa đáng với giáo nghĩa, thực sự tâm là rất cung kính. Cung kính ở điểm nào? Một Phật tử tại gia bận rộn vô cùng, đa đoan cái việc gia duyên, mà vẫn có thể dành thời gian học Phật và liễu ngộ được Phật pháp, có đang kính không? Cuộc đời mà bao nhiêu thứ lo toan khó khăn, mà phải dành dụm từng đồng từng cách, giảm đầu này giảm đầu kia để dư ra một ít tiền được cúng dường, có đang kính không? Sống như vậy là sao không đang kính được? Cho nên rõ ràng là tất cả những cái người mà hành động trong chánh tâm đều như vậy. Còn nói những cái lời vô duyên vô nghĩa mình lãng tránh đi, cái đó là mình tự bảo hộ xấu căn của mình, đừng để cho nó rơi vào bao nhiêu cái trạng thái là điên đảo. Như vậy là hoàn toàn là chúng ta hành chánh pháp, phải vậy không hả? Đã. Như vậy thì ở đây á, chúng ta cố gắng biết được đâu là cái nhân, đâu là cái duyên của thọ sinh ra, thì chúng ta biết cách đoạn trừ. Và tương tự như vậy, thưa quý vị á, ở trong phương diện của tướng ứng thì sao? Tướng là gì? Tướng là khả năng nắm bắt tín hiệu xanh vàng đỏ trắng và cố gắng đặt tên cho nó. Đây gọi là tướng. Màu xanh, màu vàng, màu tròn, màu vuông, hình tròn, hình vuông, màu xanh, màu vàng. Nói chung là khả năng nắm bắt tín hiệu và đặt tên. Đây gọi là tướng. Và sự tổng hợp của các cái hình sắc này lại, chúng ta gọi là ứng. Nói rõ ràng, tướng ứng nó cũng vậy. Nó còn dựa trên các thọ mà sinh ra ứng. Đúng chưa? Không có thọ làm sao mà chúng ta đặt tên được. Đi sâu hơn một lớp, đó là gì? Đó là hành. Hành á, hành nó có hai loại nghe. Là một loại hành là hành ứng tương ưng tâm, và hành ứng không có tương ưng tâm. Tức là hành ứng luôn gắn liền với tâm, và có những hành ứng là không có dựa trên một loại tâm nào rõ rệt, mà phải kết hợp nhiều loại tâm khác nhau. Chẳng hạn như thế này, chẳng hạn như là mình suy nghĩ, hay là mình tiếp xúc, mình tác ý, mình có tri kiến, có hiện quán, bất cứ những cái pháp nào đồng loại như vậy thì chúng ta gọi là gì? Là hành ứng tương ưng với tâm. Được chưa? Còn có những loại hành ứng là không tương ưng với tâm. Chẳng hạn như thưa quý vị, thầy cầm một dùa chuông lên và thầy nói rằng đắc được dùa chuông, thầy có được cái dùa chuông, thầy mua được cái dùa chuông này. Cái dùa chuông này nó có tương ưng với tâm không? Chẳng hạn như bây giờ nó tương ứng với thân căn là tay mình nắm được, phải không? Và tương ứng với tâm mình là tương ứng với tâm vương hay tâm sở? Nó tương ứng với con mắt ấy, hay là tương ứng với nhận thức, hay là tương ứng với A-la-gia? Cho nên cái đắc chỉ là một cái khái niệm, và mỗi người quy ước như vậy, đắc thất như vậy, nó không có tương ứng với tâm. Pháp này không tương ứng với tâm. Cho nên chia làm hai loại, là hành ứng dựa trên cơ sở tương ứng với tâm, và hành ứng dựa trên cơ sở không tương ứng với tâm. Nó vẫn đỡ lại cho trong tâm chúng ta cả một cái thế giới và nỗi niềm. Như vậy thì thưa quý vị á, ở đây hành ứng tương ứng với tâm và hành ứng không tương ứng với tâm gọi chung là hành ứng. Như vậy thầy đã giới thiệu cho các vị là thân, cái gì, sắc, thọ, tướng, hành, thức, ứng. Quán làm sao để thấy được chân tướng của nó là không, thì chúng ta gọi là gì? Là ngũ ứng giai không. Mà ngũ ứng giai không thì sao? Vượt qua tất cả mọi khổ ách. Muốn như vậy thì chúng ta phải hành cái gì? Cái trí quán chiếu nhận biết. Cái trí này gọi là cái trí nhận thức chân tướng của vạn pháp đều là không. Đây gọi là trí gì? Trí Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bồ Tát quán tự tại không có chướng ngại. Bồ Tát quán tự tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là thực hành sâu xa cái trí quán chiếu tự tánh vạn pháp vốn không, mà vượt qua tất cả mọi khổ ách. Ngài quán chiếu
là gì? Ngủ uống dai không. Thế mà ngủ uống không còn nữa thì thế giới quan cũng không còn nữa. Và thế giới quan, vũ trụ quan, bao nhiêu kiếp luân hồi sanh tử đều dựa vào ngủ uống này. Cho nên chúng ta học cái bài giáo lý về ngủ uống là một nền tảng hết sức căn bản, không thể thiếu cho tất cả mọi người học Phật. Cảm ơn các vị lắng nghe, chúng ta dừng ngang đây. Nguyện đem công đức này hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.